Hi, I'm Yến from Đồng Khởi Secondary School. Today, you are going to learn reviews Unit 4, 5, and 6 on pages 70, 71, and 72. Okay, class, open your books on page 70. First, we are going to start with vocabulary, task number 2. Children in my time knew to entertain themselves by playing with things they could find in nature. Number 2. The word recognize is used to show an acceptance that something exists, is true, or is valuable. Number 3. The Grand Canyon in the USA is claimed to be a huge geological museum. Number 4. These annual festivals are held to help preserve our traditions. Number 5. This is a photo of my school 40 years ago. It is a small open room surrounded by berry fields. Number 6. The Tower of London is evidence that protecting historic wonders has both financial and historical benefits. Number 7. The living standards in the countryside have considerably improved in the last 10 years. Number 8. Most Asian countries place a great value on respect for seniority. Now we move on to task number 3. Change the words form of the words provided to complete the sentences. Number 1. An extended family includes several generations living together in the same house. Number 2. It's a tradition to Vietnam that the junior have to obey the seniors. Number 3. Traffic jams in most big cities are getting more and more serious, and it's hard to find a proper solution. Number 4. What should we do to preserve our man-made wonders? Number 5. Thiên Mụ Bà Gâu is famous religious spot in Huế, an ancient city in central Vietnam. Hạ Long Bay has been recognized by UNESCO as a World Heritage Site. Number 7. Custom and tradition make a great contribution to the unique culture of a country. Many ethnic people in mountainous area are illiterate, they can read or write. Trong cái bài tập này thì cô sẽ hướng dẫn cho các em cách sử dụng là loại từ. Ví dụ như câu số 1 thì chúng ta thấy cái chữ family là danh từ. Vậy thì mình sẽ có một tính từ phía trước. Đó là chữ attended. Câu số 2 thì chúng ta thấy có chữ to, have to. Sau have to chúng ta cần có một động từ. Động từ của mình đó chính là obey. Number 3. Thì cái chữ proper là tính từ. Vậy sau proper, sau tính từ chúng ta cần một danh từ. Một danh từ của mình là solution. Câu số 4 cũng giống tương tự câu số 2. Sau to chúng ta dùng một verb, một động từ, đó là preserve. Câu số 5, nhìn thấy cái chữ spot ở phía dưới, phía sau, thì chữ spot này là danh từ và chúng ta cần một tính từ để bổ nghĩa cho nó, đó là religious. Câu số 6, chúng ta nhìn thấy chữ has been và chữ by. Vậy ở đây là cấu trúc passive form của hiện tại hoàn thành. Vậy thì has been chúng ta cần có một verb by hoặc verb ed, recognize ed. Chữ recognize này chúng ta có thể thay chữ s bằng chữ z cũng được, cả hai cách đều đúng. Câu số 7, chúng ta thấy cái chữ great là tính từ, vậy chúng ta cần một danh từ. Danh từ của mình đó là contribution.
Câu số 8. Mình thấy sau are là chúng ta phải dùng tính từ. Vậy tính từ của chữ đó là literate. Nhưng mà bởi phía sau chúng ta thấy họ không thể đọc hoặc là viết, cho nên mình phải dùng tính từ phủ định lại là họ là illiterate. Now we continue with grammar on page 71. Task number 4. Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences. In this exercise, you review how to use the following structures. Trong cái bài tập này, chúng ta sẽ ôn lại những cấu trúc sau đây. Cấu trúc thứ nhất đó là cấu trúc suggest. Thì cô nhắc lại. Cấu trúc thứ nhất là chủ từ cộng suggest cộng verb in. Cấu trúc thứ hai cũng là suggest nhưng mà chủ từ cộng suggest cộng that cộng chủ từ thứ hai cộng should cộng động từ giữ nguyên. Trong đó chữ should có thể bỏ đi. Nhưng động từ vẫn là verb không. Cấu trúc số 3 chúng ta cần học đó là cấu trúc tính từ cộng to verb. Cấu trúc thứ tư, tính từ cộng that clause, có nghĩa là sau tính từ chúng ta cộng that và cộng một câu chủ từ, động từ và túc từ. Chúng ta bắt đầu làm bài. Number 1. There will be a lot of work to do in this preservation project. I suggest forming a team of 5. Number 2. It is reported that the most visited place in Huế is the Royal Citadel. Ở trong câu số 2 này, chúng ta thấy cái câu it is reported là cái câu người ta gọi đó là câu bị động khách quen. Thường bắt đầu bằng chữ it cộng to be cộng một cái verb 3. Number 3. It is not easy to trace back the origin of that ballad. Ở đây cấu trúc này là cấu trúc SD cộng tính từ cộng to verb. Number 4. We are uncertain that. Đây là một cấu trúc chủ từ cộng to be cộng that. Và đằng sau là một câu. Và đây chúng ta thấy là passive form. And should be well preserved. Number 5. It is said that. Chúng ta gặp lại cái it is said that. It is reported that. Đây là câu passive bị động mà khách quen và phía sau của nó là một câu is. Number 6. Many scientists suggest that the government. Thì câu này chúng ta thấy sau suggest that chúng ta có một câu và phía sau như vậy công thức của mình là should cộng động từ giữ nguyên. The answer is should apply. We will review wish clause in task number 5. Complete the wishes for the situation. Thì trước khi làm bài tập này, cô cũng ôn lại cái cấu trúc wish cho các em. Thứ nhất, wish là một cấu trúc ao ước không có thật ở hiện tại. Thì sau wish chúng ta dùng một câu, chủ từ, động từ, túc từ. Và động từ đó chúng ta chia ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn. Number 1. My friend Veronica is now participating in an international summer camp in Brazil. I love to be with her. I wish I was now participating in an international summer camp in Brazil. Number 2. The traditional markets in my town have been replaced with supermarkets. I really miss them. I wish we still had traditional markets. Number 3. Nha Trang is said to be a very friendly tourist city, but I've never been to it. I wish
I could visit Nha Trang. Number 4. My sister suggests that I should learn ceramic painting. I love to, but I don't have time for it. I wish I had time to learn ceramic painting. Number 5. It's a beautiful day, and I'm at home writing an essay. How boring. I wish I was not at home writing an essay. Như vậy chúng ta đã ôn tập xong phần ngữ pháp của cấu trúc wish. Now we continue with everyday English. Task number 6. Complete the conversation with A, B, C, or D. Where did you go your summer holiday land? We went to Hội An. Ah, the small ancient town in Quảng Nam. I've been there twice. Have you? I love it. I do too. I love the way the locals preserve the traditions, the colorful Chinese lanterns, the street food vendors, the open markets, yes, and the relaxing trips on a boat at night with an oil lamp at the front. Yeah. Did you try cao lầu or bánh vạt? Sure, we did. They are said to be Hội An specialties. When I was there, I rented a bike and cycled to many places of interest. I met and talked to the locals, took pictures of the countryside and the sea. Wow, I didn't know about the bike rentals. I wish I could return next year. Okay, now finally, I would like you to turn over the next page 72, skill reading. Read the text and choose the correct answers A, B, C, or D for the question. 50 years back in time, and even before that, in the absence of the internet and various high-tech toys, the entertainment world used to be so different from what it is nowadays. Running wild on the patrols and bathing in the river, children back then saw nature as their playground and were curious to explore and enjoy it in their own creative ways. They found small objects around them to make toys. Boys used branches as swords for mock battles, while girls used them as chopsticks to play imaginary restaurants. In this way, children enjoyed themselves on the way to school, during school breaks, and even when they were herding buffaloes. At that time, tug of war, hide and seek, and skipping were popular games. Some have even made it through to today. The fact that though popular games were meant to be played in groups made it easier and faster for children to make friends. Moreover, people rarely moved away from their hometown, so childhood bonds were even stronger as children grew up playing together all their life. Now, to A or B or C or D for the question. Question number 1. Children in the past saw nature as an entertainment. Number 2. Which of the following things were not likely to be used as a toy by children in the past? Beautiful silver spoons. Number 3. Which statement is not true about children game in the past? No game in the past is known to children nowadays. Number 4. The word explore could be replaced by discover. And the last one, number 5, the word them refers to branches. Now homework.
Practice the structures. Structure. Ở nhà các em nhớ luyện tập những cái cấu trúc. Thứ nhất là cấu trúc suggest. Thứ hai là tính từ cộng to verb. Thứ ba là tính từ cộng that clause. Và cấu trúc cuối cùng là cấu trúc wish. Chúng ta hãy chép lại những bài tập này vào trong vở bài vở. Và cuối cùng là chúng ta chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới của các em. Good luck. And goodbye. Wishing you a Merry Christmas.